Chào tất cả các em học sinh khối 12 thân mến. Rất vui được gặp lại các em trong bài học hôm nay. Trong các bài học trước thì các em đã được tìm hiểu về các hiện tượng tán sắc ánh sáng, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng và một số ứng dụng của các hiện tượng này. Riêng trong bài tán sắc ánh sáng thì có hai cái ứng dụng cơ bản đó là tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên như cầu vòng và trong máy quang phổ lăng kính. Trong bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về máy quang phổ lăng kính và các loại quang phổ Trước khi vào bài mới để các em tiện theo dõi, thầy sẽ ôn lại một số kiến thức cơ bản có liên quan. Thầy nhắc về một số kiến thức về thấu kính. Trên màn hình của các em đó là ký hiệu của thấu kính rìa mỏng hay còn gọi là thấu kính hội tụ. Trên thấu kính này nó có một vị trí mà khi ta chiếu chùm tia tới thì nó sẽ truyền thẳng. Điểm này người ta gọi là quan tâm ô của thấu kính. như vậy tia tới qua quan tâm ô của thấu kính thì truyền thẳng nội dung thứ hai đó là cái đường thẳng đi qua ô và nó vung gác với mặt của thấu kính đường thẳng nằm ngang người ta gọi là trục chính của thấu kính các cái đường thẳng khác đi qua ô người ta gọi là trục phụ như vậy ở đây ta thấy, thấy nó có một trục chính duy nhất đi qua ô và vuông góc với mặt thấu kính còn trục phụ thì các cái đường thẳng khác đi qua ô cho nên nó sẽ có vô số trục phụ nội dung thứ ba cần ôn tập cũng rất là quan trọng đó là tiêu điểm ảnh tiêu diện ảnh khi chúng ta chiếu một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính thì chùm tia ló nó sẽ hội tụ trên trục chính tại một cái điểm f phải f phải này người ta gọi là tiêu điểm ảnh chính. Nếu thay đổi phương truyền không song song với trục chính nữa mà là phương tới bất kỳ thì nó sẽ hội tụ tại một cái điểm F.1, người ta gọi là tiêu điểm ảnh phụ. Nếu ta đổi phương truyền song song theo hướng khác thì nó sẽ hội tụ tại một cái điểm F.2. F.2 này cũng là tiêu điểm ảnh phụ. Như vậy nó sẽ có rất là nhiều Vô số tiêu điểm ảnh phụ. Tập hợp tất cả các cái tiêu điểm ảnh phụ này lại. Người ta gọi là tiêu diện ảnh. Nó là một cái mặt phẳng đi qua ép phải. Và vung gắt với trục dính của thấu kính. Như vậy, các chùm tia tới song xa. Thì nó đều hội tụ trên tiêu diện ảnh của thấu kính. Ta sang phần 4. Tiêu điểm vật, tiêu diện vật trên trục chính của thấu kính nó có một điểm mà khi ta chiếu chùm tia tới tại điểm đó đến thấu kính hội tụ thì nó sẽ cho chùm tia ló song song vị trí đó người ta gọi là tiêu điểm vật chính và được ký hiệu là F nếu thay đổi vị trí thầy cũng chiếu chùm tia tới và nó cho chùm tia ló song song thì cái điểm F1 nó người ta gọi là tiêu điểm vật phụ và nó cũng có vô số tiêu điểm vật phụ giống như tiêu điểm ảnh phụ bây giờ tập hợp tất cả có các tiêu điểm vật này lại f1 f2 f vân vân thì nó tạo thành cái tiêu diện vật nó là một cái mặt phẳng đi qua f và vuông góc với trục chính như vậy tiêu diện vật và tiêu diện ảnh nó sẽ đối xứng nhau qua thấu kính các phần này các em đã được học trong chương trình vật lý 11 thầy xin nhắc lại một chút về bài học bữa hôm trước. Đó là hiện tượng khi ta chiếu một cái chùm ánh sáng mặt trời hay ánh sáng trắng qua lăng kính thì nó sẽ tách thành một cái dãy màu từ đỏ đến tím này. Người ta gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Dãy màu từ đỏ đến tím này nó nối liền nhau một cách liên tục. Và người ta gọi nó là quang phổ của ánh sáng mặt trời thì nhiều chất khi được nung nám đến nhiệt độ cao nó đều có các quang phổ của riêng chất đó thì trong bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về các loại quang phổ đó chúng ta vào bài mới các loại quang phổ bài 26 sách giáo khoa các em lật sách giáo khoa ra và theo dõi mục tiêu của bài học hôm nay nội dung thứ nhất là các em mô tả được cấu tạo và công dụng của máy quang phổ lăng kính Nội dung thứ hai là các em neo được quang phổ liên tục, quang phổ vạch, quang phổ hấp thụ và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này. Chúng ta vào phần thứ nhất. Máy quang phổ lăng kính một nhỏ định nghĩa. Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. Như vậy, qua các khái niệm về Máy quang phổ này ta thấy rằng tác dụng của nó là phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc. Như vậy hoạt động chính của nó chính là dựa vào cái hiện tượng tán sắc ánh sáng. Phải không các em nè? Ta sang phần hai nhỏ đó là cáo tạo. Cáo tạo của máy quang phổ lăng kính thì các em nhìn nó có ba cái bộ phận chính. Bộ phận thứ nhất đó là ống chuẩn trực. Bộ phận thứ hai là hệ tán sắc và bộ phận thứ ba là bùng ảnh Ta sẽ vào tìm hiểu cáo tạo của từng bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ống chuẩn trực. Em nhìn. Nó gồm một cái khe hẹp ép. Người ta đạt ở tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ anh là một. Khe ép đạt ở tiêu điểm vật chính của thấu kính hội tụ anh là một. Và như kiến thức ta vừa ông xong. Khi ta chiếu một chùm tia tới xuất phát từ ép đến thấu kính thì nó sẽ cho cái chùm tia ló song song như vậy tác dụng của cái ống chuẩn trực này là tạo ra một chùm ánh sáng song song kiến thức tôi vừa ông tập xong tôi sang phần thứ hai đó là hệ tán sắc hệ tán sắc như vậy ta thấy là nó gồm các lăng kính có tác dụng phân tích một cái chùm ánh sáng phức tạp thành nhiều cái thành phần đơn sắc như vậy ở đây cấu tạo của nó là gồm một hay là nhiều cái lăng kính ta đã được học tác dụng của nó là phân tích một chùm phức tạp thành nhiều chùm đơn sắc và các em lưu ý ở đây có cái chùm đơn sắc này nó song song nha khi chiếu một cái chùm tia phức tạp tới thì nó tấn sắc cái chùm tia thứ nhất thành các màu đỏ cam và lục chầm tím tương tự chùm thứ hai cũng vậy đỏ cam và lục lam chầm tím thứ ba đỏ cam và lục lam chầm tím thì cái tia đơn sắc màu đỏ này nó sẽ song song với màu đỏ màu lục nó song song với màu lục vân vân màu nào thì nó song song với màu đỏ như vậy các em lưu ý là tác dụng của nó là phân tích một chùm tia phức tạp thành nhiều chùm tia đơn sắc song song sang bộ phận thứ ba đó là buồng tối hay còn gọi là buồng ảnh, nó gồm một thấu kính hậu tụ l 2 và một cái tấm phim ảnh ca đặt ở tiêu diện của l 2 này, phim ảnh ca đặt ở tiêu diện ảnh của l 2 và như ta vừa ông tập xong khi có một cái chùm tia tới song song thì chùm tia ló nó sẽ hội tụ tại một điểm như vậy tôi thấy màu đỏ nó song song thì nó sẽ hội tụ tại một điểm màu đỏ màu lục nó hội tụ tại một điểm màu lục màu tím nó hội tụ tại một điểm màu tím như vậy là mỗi chùm tia đơn sắc song song được tháo kính là hai hội tụ thành một vạch trên tấm phim ảnh ca như vậy tác dụng cuối cùng của cái tấm phim ảnh ca này là nó chụp quang phổ của nguồn sáng từ khai ép mà chúng ta chiếu vào từ cái ống chuẩn trực đó là cáo tạo của từng bộ phận của máy quang phổ lăng kính các em xem hình ảnh một máy quang phổ đây là ống chuẩn trực hệ tán sắc và bùn ảnh một máy quang phổ thứ hai nó dễ nhìn hơn các em xem đây ống chuẩn trực tháo kính hội tụ là một lăng kính hệ tán sắc và ống chuẩn trực và bùng ảnh. Bùng ảnh này nó có một cái ống nhôm để chúng ta xem cái quang phổ hiện trên cái phim ảnh ca. Đây là cái máy quang phổ dễ nhìn hơn rất là nhiều. Các em xem hoạt động của máy quang phổ. thì dùng một cái đèn hơi hero. Thầy chiếu vào khai ép qua máy quang phổ qua máy quang phổ nó sẽ cho chúng ta bốn vạch người ta gọi cái quang phổ của hydro này là quang phổ vạch thầy thay đèn hydro bằng một nguồn ánh sáng trắng ri thầy chiếu qua khe ép và vào trong máy quang phổ nó sẽ cho chúng ta một cái giải màu từ đỏ đến tím nó nối liền nhau một cách liên tục người ta gọi nó là quan phổ liên tục của nguồn sáng ri như vậy ta vừa qua cáo tạo và hoạt động của máy quang phổ máy quang phổ này nó giúp chúng ta hiểu được quan phổ của các chất thì nó theo cái nguyên tắc nào ta sang phần hai la mã quan phổ phát xạ một nhỏ định nghĩa quan phổ phát xạ của một chất là quan phổ của ánh sáng do chất đó phát ra khi được nung nóng đến nhiệt độ cao. Như vậy, tất cả các chất rắn lãng khí khi được nung nóng đến nhiệt độ cao thì nó đều phát ra quang phổ của chất đó. Người ta phân loại. Thứ nhất là quang phổ liên tục như các em vừa được xem với hình. Đây, các em xem lại. Có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. Và cái quang phổ thứ hai, đó là quang phổ vạch, tức là nó có từng vạch từng vạch thế. nó gồm có các vạch sáng nó nằm sang cách nhau bởi những khoảng tối tầng quang phổ vạch ta sẽ vào tìm hiểu từng loại quang phổ này a à, nhỏ quang phổ liên tục thì dùng một cái đèn dây tóc nóng sáng thì chiếu ánh sáng vào khai ép nó sẽ cho chúng ta một cái dãy màu cái quang phổ của cái đèn dây tóc nóng sáng này là một cái dãy màu từ đỏ đến tím người ta gọi nó là quang phổ liên tục của các đèn dây tóc. Nếu như nhiệt độ của nguồn sáng từ 500 đến 700 độ C thì nó sẽ xuất hiện màu đỏ. Bắt đầu 500 độ C là màu đỏ, tăng lên thì nó sẽ lan qua một chút. Thì tăng tiếp lên 1000 độ C thì nó sẽ có thêm màu vàng. Nếu tiếp tục thay tăng nhiệt độ lên đến 2000 độ C thì quang phổ nó sẽ đầy đủ bảy màu. Như vậy ở đây ta có một cái nhận xét đó là khi ta tăng nhiệt độ của nguồn phát thì ánh sáng nó sẽ lan dần về phía màu tím tức là về phía ánh sáng có bước sóng ngắn. các em lưu ý cái này. Bây giờ thầy thay bàn đàn hơi natri nóng sáng, thầy cũng chiếu vào cái khe ép này. Thì nó chỉ cho chúng ta một vạch thôi. Quang phổ này người ta gọi là quang phổ vạch. Của natri. Nó gồm hai cái vạch rất là gần nhau. Mình nhìn thấy giống như nó chỉ có một vạch thôi, người ta gọi là vạch kép. Thì thay natri bàn đèn hiro. Và nó cho chúng ta bốn vạch. Đây là quang phổ vạch của hiro bốn vạch này gồm có màu đỏ, màu lam, màu chàm và màu tím. Nó là có các vạch sóng nằm ngang cách nhau bởi những khoảng tối. Người ta gọi là quang phổ vạch. Đây là hình ảnh quang phổ vạch của một số chất. Natri. Nó hai vạch rất gần nhau, người ta gọi nó là vạch kép. Của hiro gồm bốn vạch đỏ, lam, chàm, tím. Của heli sáu vạch của Mercury nhiều hơn và của Urani nhiều hơn nữa. Đây là hình ảnh thật của quang phổ một số chất trong thực tế. Như vậy ta sẽ vào xét từng các loại quang phổ này. Quang phổ liên tục, quang phổ vạch Như ta đã xem hình ảnh quang phổ liên tục khi nãy rồi, từ đỏ đến tím. Quang phổ vạch thì nó có có con vạch sáng ngang cách nhau với những khoảng tối như vậy dựa vào cái hình dạng của các loại quang phổ này người ta đưa ra định nghĩa nó là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục cái này là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ ngang cách nhau bởi những khoảng tối như vậy dựa vào hình dạng của các, các quang phổ này người ta đưa ra định nghĩa của nó thứ hai là cái phần rất là quan trọng nguồn phát thì các chất rắn lỏng khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nắng còn đối với quang phổ bạch thì nó là chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích bằng nhiệt hay bằng điện Này, các em lưu ý cái nguồn phát của nó thầy đã bôi màu vàng để cho các em dễ phân biệt đặc điểm Quan phổ liên tục thì nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo. Từ cái ý này, ta có thể suy ra là nếu hai vật khác nhau nó ở cùng một nhiệt độ thì nó sẽ cho quang phổ liên tục giống nhau. Đây, các em lưu ý, chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Còn đối với quang phổ vạch thì sao? Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì nó khác nhau về số lượng vạch, màu sắc các vạch vị trí góc vạch và độ sáng tỷ đối giữa góc vạch thì cái này chúng ta vừa xem hình ảnh quang phổ vạch của một số chất thì nhắc lại một chút ví dụ natri thấy có một vạch, hiro bốn vạch, heli sáu vạch vân vân như vậy là quang phổ của các nguyên tố khác nhau thì nó sẽ có số lượng vạch, màu sắc, độ sáng của góc vạch vân vân là nó khác nhau Phải em lưu ý tính chất này như vậy là mỗi nguyên tố nó sẽ có quang phổ, phổ vạch riêng của nguyên tố đó. bây giờ ta sẽ dùng vừa quang phổ vạch vừa quang phổ liên tục cùng một lúc thì nó sẽ cho ta điều gì các em mời các em xem thì dùng một nguồn sóng ri phát ra quang phổ liên tục từ đỏ đến tím bây giờ các em quan sát thầy đưa đèn hơi natri vào đưa đèn hơi natri vào thì trên màn hình của mình các em thấy nó mất đi một cái bạch màu vàng các em xem lại thì dùng nguồn ánh sáng trắng, ri nó sẽ phát ra chúng ta quang phổ liên tục sau khi qua máy quang phổ. thầy đưa đèn hơi natri vào thì trên màn hình của chúng ta nó mất đi một vạch màu vàng. một vạch màu vàng này ở đâu? nó chính là quang phổ vạch của natri mà ta đã được nhìn khi nãy. cái này người ta gọi là quang phổ hấp thụ, nó mất đi một vạch hoặc là một số vạch ta xem tiếp một cái hình tiếp theo thì thay bằng thằng hơi hero thì cây này nó mất đi bốn vạch đúng cái vị trí khi nãy mà ta xem nó vạch đỏ lam chàm tím cái này chính là quân phổ vạch của hero nó hấp thụ đi thì người ta gọi nó là quân phổ hấp thụ này. chỉ có một mình đèn hơi thì nó sẽ cho chúng ta quan phổ vạch sang phần 3 là mã Quang phủ hấp thụ Một nhỏ định nghĩa Đây, à, các em nhìn quang phủ hấp thụ Là hệ thống có các vạch Hay đốm vạch nằm trên nền của quang phủ liên tục Như vậy quang phổ liên tục mà bị mất đi một số vạch Đã gọi nên là quang phổ hấp thụ điều kiện xuất hiện là nhiệt độ của đống khí hay ráng hay lỏng hấp thụ phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục các em lưu ý ví dụ nhiệt độ của natri hay hydro thì nó phải thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra quang phổ liên tục của nguồn ri mà các em được nhìn khi nãy đây là điều kiện rất là quan trọng đây là hình ảnh quang phổ hấp thụ của một số chất quang phổ hấp thụ của heli nó mất đi 6 vạch. Quang phổ hấp thụ của natri nó mất đi nó mất đi một cái vạch màu vàng. Còn đây là quang phổ hấp thụ của các chất diệp lục. Cái vạch nó nó lớn hơn. Như vậy, từ đó ta có các đặc điểm. Đối với chất khí thì nó chỉ có có cái vạch hấp thụ thôi. Đây. Ta vừa xem nó có vạch hấp thụ thôi. Còn đối với chất rắn và lỏng thì nó có 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 đốm vạch Mỗi vạch nó gồm nhiều vạch hấp thụ nối tiếp nhau một cách liên tục Đây. ví dụ chất kịp lục Đây cũng là một cái đặc điểm rất là quan trọng của quang phổ hấp thụ các em lưu ý Để củng cố kiến thức chắc hơn ta qua phần 4 là mã phần dụng. Máy quang phổ lăng kính là dụng cụ dùng để A à, tạo quang phổ của các nguồn sáng B. Hấp thụ quang phổ của các nguồn sáng C. Tổng hợp nhiều ánh sáng đơn sắc thành ánh sáng trắng D. Phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc Thì chỗ này các em dựa vào định nghĩa của máy quang phổ các em chọn Các em xem lại lý thuyết các em có 20 giây thời gian đã hết các em đã có đáp án của mình chưa ạ thì tôi dựa vào định nghĩa máy quang phổ thì ta dễ dàng có được máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích một chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc và đáp án của chúng ta ở đây là đáp án đi ta sang câu hỏi số 2 quang phổ vạch được phát ra khi a nung nóng chắc rắn lỏng khí ở áp suất thấp b nung nóng một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn c nung nóng một chất khí ở áp suất cao đi nung nắng một chất khí ở sức thấp chỗ này các em nhìn vào nguồn phát của quang phổ vạch để các em chọn và các em cũng có 20 giây dựa vào nguồn phát của quang phổ vạch hết giờ và dựa vào nguồn phát của quang phổ vạch thì ta có nung nắng chất khí ở sức thấp thì nó sẽ phát ra quang phổ vạch như vậy ở đây ta có đáp án đi ta sang câu hỏi số 3 quang phổ liên tục của một nguồn sáng ri a phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng ri b không phụ thuộc vào cả thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng ri c không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng dây mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng dây mà chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo. Như vậy cái này các em dựa vào nguồn phát của quang phổ liên tục để các em giải quyết cái câu hỏi này. Các em cũng có 20 giây. như vậy từ cái nguồn phát của quang phổ liên tục thì ta dễ dàng có đáp án C là không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó ta sang câu hỏi số 4 quang phổ vạch phát xạ A của các nguyên tố khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỷ đối của các vạch B là hệ thống những vạch sáng hay là vạch màu riêng lẻ ngang cách nhau bởi những khoảng tối. C. Do có chất rắn, chất lỏng hạt chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. D. Là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. Như vậy các em dự định nghĩa quang phổ vạch để các em chọn. Các em cũng có 20 giây. vâng dựa vào định nghĩa của quang phổ vạch thì ta có đáp án của chúng ta sẽ là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ ngang cách nhau với những khoảng tối đáp án b ta sang câu hỏi số 5. khi nói về quang phổ vạch phát xạ phát biểu nào sau đây là sai a à, quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là hệ thống những vạch sáng riêng lẻ ngang cách nhau bởi những khoảng tối. B quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. C. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tử hydro. Ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là đỏ, lam, chàm, tím. D. Quang phổ vạch phát xạ của nguyên tố hóa học khác nhau thì khác nhau. Chỗ này các em phải dựa vào tất cả từ định nghĩa, nguồn phát, tính chất của quang phổ vạch để các em chọn. Và các em cũng có 20 giây. Phương vâng, án A, dựa vào định nghĩa ta thấy là phương án A đúng. Phương án B, quang phổ vạch của các chất rắn hạt lỏng phát ra khi bị nung nóng thì cái này không đúng. Vì quang phổ vạch là do chất khí ở áp suất thấp phát ra khi được nung nóng. Như vậy đáp án sai ở đây sẽ là đáp án B. Câu C với câu D cũng là hai phương án đúng phải Câu hỏi số 6. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ lăng kính dựa vào hiện tượng A, nhiễu xạ ánh sáng B phản xạ ánh sáng, C tán sắc ánh sáng, D giao thoa ánh sáng. Thì chỗ này các em dựa vào định nghĩa của máy quang phổ lăng kính các em chọn. Các em cũng có 20 giây. Máy quang phổ lăng kính được dùng để phân tích một chùm ánh sáng quấn tọt thành những nhiều thành phần đơn sắc. Như vậy hoạt động đó phải dựa vào cái hiện tượng tán sắc ánh sáng, phải không các em? Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C, tán sắc ánh sáng. Và chúng ta sang câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi số 7. Chiếu vào khe ép của máy quang phổ lăng kính một chùm ánh sáng trắng thì A. À, chùm tia sáng tới buồn tối là chùm sáng trắng song song. B. Chùm tia sáng ló ra khỏi tháo kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc song song. C. Chùm tia sáng ló ra khỏi tháo kính của buồng tối gồm nhiều chùm đơn sắc hậu tụ. D. Chùm tia sáng tới hệ tán sắc gồm nhiều chùm đơn sắc hậu tụ. Để giải quyết câu hỏi này, các em phải xem chức năng của từng cái bộ phận trong máy quang phổ để giải quyết câu hỏi này các em cũng có 20 giây như vậy từ công dụng của từng cái bộ phận trong máy quân phổ lăng kính thì ta có chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính của buồng tối là gồm nhiều chùm đơn sắc hội tụ phải không nào như vậy đáp án của chúng ta ở đây sẽ là đáp án C để các em nắm vững lại bài học hôm nay chúng ta có phần củng cố thứ nhất là các em hiểu được cấu tạo và công dụng của máy quân phổ lăng kính ở mỗi cái bộ phận các em lưu ý và các các loại quang phổ liên tục quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ cũng có định nghĩa nguồn phát đặc điểm thì từ ba cái này các em có thể suy ra ứng dụng của mỗi loại quang phổ phần này các em tự nghiên cứu thêm đây các em xem lại hình ảnh một lần nữa quang phổ liên tục đỏ đến tím nó liền nhau một cách liên tục quang phổ vạch quang phổ hấp thụ các vật rắn lỏng khí ở áp suất cao được nung nóng thì nó sẽ cho chúng ta quang phổ liên tục chất khí ở áp suất thấp được kích thích thì nó sẽ cho chúng ta quang phổ vạch gồm có các vạch và khi ta đem các chất khí ở áp suất thấp này ta để vào giữa này để vào giữa này cũng ra hình số 3, thì nó sẽ cho chúng ta quang phổ hấp thụ như vậy một chất khi mà nó phát ra quang phổ gì thì nó cũng sẽ hấp thụ quang phổ đó, nó phát ra màu gì thì nó hấp thụ lại màu đó. Và đó cũng là những nội dung chính của bài học hôm nay. Thầy cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Chúc các em luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Bài học của chúng ta hôm nay đến là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.